nghi ngờ năng lực. Sportbill dẫn một nguồn tin nội bộ ở tuyển xứ Wales cho biết, tất cả đều tôn trọng sự nghiệp cầu thủ của Ryan Giggs, nhưng dưới tư cách thuyền trưởng, ông không nhận được sự kính trọng tương đương. Phát biểu này đến sau hai trận thua của xứ Wales trước Croatia và Hungary ở vòng loại Euro 2020 cách đây vài hôm. Sau trận đấu, Giggs nổi giận trong phòng thay đồ và yêu cầu học trò kiểm điểm về những sai lầm. Xứ Wales đứng thứ tư bằng E sau 3 lượt trận, kém đội xếp thứ nhì 3 điểm hai đội đầu bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết Euro 2020. Sport tiết lộ rằng bầu không khí ở tuyển xứ Wales lúc này rất ngột ngạt. Tại Euro 2016, xứ Wales dưới sự dẫn dắt của Chris Coleman đã vào bán kết và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha, đội lên ngôi vô địch sau đó. Tuy nhiên sau khi không giúp xứ Wales lọt vào vòng chung kết World Cup 2018, Coleman ra đi, người lên thay ông là Higgs, ngoài việc giành vé trực tiếp giữa Euro 2020 nhờ hai vị trí đầu bảng xứ Wales còn có cửa thông qua vòng play-off dành cho bốn đội có thành tích tốt nhất ở League B, giải Nations League. xứ Wales xếp thứ bảy ở League B và cần 3 trong số 6 đội xếp trên ở League B có vé trực tiếp dự Euro 2020 để giành quyền đá play-off.